Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng hoại không, không chẳng hoại mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng hoại không, không chẳng hoại bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng hoại không, không chẳng hoại ba mươi hai tướng đại sĩ. Tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc chẳng hoại không? Không chẳng ngoại 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện, pháp không quên mất, chẳng hoại không, không chẳng hoại pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả, chẳng hoại không, không chẳng hoại tánh luôn luôn xả. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không. Này thiện hiện trí nhất thiết chẳng hoại không, không chẳng hoại trí nhất thiết. Trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng hoại không, không chẳng hoại trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì các pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau. Đây là không, đây là bất không này thiện hiện quả dự lưu chẳng hoại không không chẳng hoại quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng hoại không không chẳng hoại quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác vì sao vì các pháp như thế đều không có tự tánh chẳng thể hoại nhau đây là không đây là bất không này thiện hiện tất cả hạnh đại bồ tát chẳng hoại không không chẳng hoại tất cả hạnh đại bồ tát quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hoại không không chẳng hoại quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Vì các Pháp như thế đều không có tự tánh, chẳng thể hoại nhau, đây là không, đây là bất không. Hết quyển thứ 389